Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay lại với kênh của Hoàng Đỗ Thành Đạt nha. Hôm nay Đỗ Thành Đạt tiếp tục giao một em máy, đây là Hitachi ZX30U-1 về Mang Giang, Gia Lai cho anh Công nha. Anh cũng cảm ơn anh cũng tin tưởng Đỗ Thành Đạt. Đó, anh xuống lúc đầu thì là định mua online luôn, nhưng mà anh cũng xuống anh xem sơ cái là anh tin tưởng, để lại Đỗ Thành Đạt tự làm việc, tự dọn dẹp lại đó. Đây thì con này thì nó cũng còn rất là đẹp anh em. Số giờ hoạt động thì 4.000 giờ nha, 4.300 giờ. Con này thì nó có đường 4 nguyên bản luôn. Chân của nó đây, trừ 1 nhưng mà được dàn chân đúc luôn nha anh em. Cho anh em tham khảo cái dòng máy bơm của nó, để anh em nào mà xài cái con mà giống thì anh em có thể so sánh ha. Đó, đây là động cơ của nó đây. Bô đây, cực kỳ đẹp luôn nha. Em mở đèn pin lên em xem. Phần bơm ở trong này mới tinh rồi nha. Đây là phần kết nước nè. Và công tắc của nó đây cũng rất là đẹp luôn, còn nguyên bản hết. Đó. Ống nè. Đây, dàn lông của nó đây sơn nguyên bản anh em. Gầu nó thì nhỏ quá thì anh yêu cầu thay cái gầu ngang bự hơn chút. Đây ngang 5 tấc. Đường búa nguyên bản. Ok, rồi mình sẽ cho leo lên thùng. Rồi, lên xe nha anh em. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Hiện tại thì cái thùng nó cao anh em, cao quá cao ha, thốn lao luôn, nên là mình sẽ chống lên mình kê gỗ ở dưới. Rồi chống lao lên chơi kê gỗ vô miếng nữa hả? Thôi được rồi. Đục cái gì vậy?
bắn búa đục hay vậy. Rồi ok, an toàn nha anh em. Cống thêm hai khúc gỗ cao thêm ba tấc nữa hả. Rồi em về Mang Giang Gia Lai. Cảm ơn em đã theo dõi và ủng hộ kho hàng Đỗ Thành Đạt. Thì thật ra thì cũng rất là muốn quay để giới thiệu tới anh em, nhưng mà đó thì xe anh nhờ, cũng nhờ anh em thương tình ủng hộ cho nên là dọn dẹp rồi giao ha, không có kịp giới thiệu tới anh em ha. Đó đây thì những con này là nó mới về nè, X35-1 anh em, Nhật nó sơn đó nha, mới về chưa dọn dẹp gì luôn đó. Nhìn nó hơi bừa bộn tí. Anh em có nhu cầu liên hệ nha, mình sẽ gửi ảnh chi tiết cho anh em. Đó. Nó về nó mớp méo rồi nè, chưa có về mình phải làm vỏ ra. Máy gồm rất là đẹp anh em. Nặng quá. Đó. Ok. Rồi, cảm ơn em, xin chào tạm biệt.